Lược sử giáo xứ Cao Mại, vị trí, Cao Mại trước đây là tổng lỵ của tổng Cao Mại, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ngày nay, Cao Mại tọa lạc tại thôn Đông Nghĩa, xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, cách tòa giám mục 20 km về hướng Đông Nam, phía Đông Bắc giáp xứ Nam Thái, phía Tây Nam giáp xứ Hữu Tiệm, năm thành lập, 1706, bổn mạng, Thánh Francisco Xavier và Anna, số giáo dân khoảng 2.665, thống kê tháng 12 năm 2014 sau khi giáo họ Cao Bình thành tân giáo xứ. Linh mục chính xứ Đức ông Hieronimo Nguyễn Phúc Hạnh tháng 9 năm 2014, địa chỉ, nhà thờ Cao Mại, thôn Đông Nghĩa, xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Quá trình hình thành và phát triển, theo truyền ngôn, khoảng thế kỷ 11, Cao Mại là cồn cát biển Đông, có tên là Cao Mại và được chia làm 3 thôn, Cao Mại Thượng, Cao Mại Hạ và Cao Đường. Sau một thời gian, ban hương thôn cũng đệ trình lên tổng tri phủ Bắc Kỳ, tách thôn Cao Mại Thượng làm hai là Cao Mại Nhân và Cao Mại Nghĩa Giáp. Khoảng cuối thế kỷ 17, các thừa sai dòng tên cùng 6 thầy trợ sĩ đến đây rao giảng tin mừng và thành lập một họ giáo tên là Cao Mại Nghĩa Giáp. Các thầy đã cùng với cha chất xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên dâng kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Năm 1706, Đức cha Raimundo Lejolin Cao, giám mục giáo phận Đông Đàng Ngoại, nâng họ giáo Cao Mại Nghĩa Giáp lên thành giáo xứ và nhận Thánh Francisco Xavier và Thánh Anna làm quan thầy. Theo sử ký địa phận Trung, xứ Cao Mại được cha Trực và cha Ân dòng tên coi sóc. Khi các cha dòng tên rút về, giáo xứ Cao Mại sát nhập vào xứ Bát Trạch do cha Lý dòng Đa Minh coi sóc. Khoảng đầu thế kỷ 20, Đức cha Pedro Munagori trung tách Cao Mại và các họ khác thành một xứ độc lập. Năm 1950, do chiến tranh nên ngôi nhà thờ cổ kính có diện tích 576m² bằng gỗ lim, chạm trổ kỳ công đã bị đốt cháy hoàn toàn. Ngày 15 tháng 3 năm 1977, Đức cha giáo phận cho phép tháo dỡ nhà hội quán, phía nam nhà thờ, đền Thánh Binh Sơn và nhà thờ Phú Cốc, họ Phú Cốc di cư hết, ghép thành ngôi nhà thờ nhỏ. Ngày 30 tháng 7 năm 1991, Đức cha Francisco Nguyễn Văn Sang dâng thánh lễ đặt viên đá khởi công xây dựng ngôi nhà thờ với chiều dài 50m, rộng 18m, cao 14m. Ngày 21 tháng 4 năm 1992, ngôi thánh đường nguy nga, kiến trúc mái vòng theo kiểu Ấn Độ đã hoàn thành. Thời vua Tự Đức cấm đạo, Cao Mại có 9 vị anh hùng tử đạo, đã có hồ sơ làm án phong chân phước. Giáo xứ Cao Mại gồm các giáo họ Cao Bình, Thanh Nê, Cao Đường, Khả Cảnh. Trước kia, Cao Mại còn có giáo họ Tân Cơ, Khả Lễ và Phú Cốc nhưng đã di cư vào miền Nam. Từ khi thành lập đến nay, Cao Mại có khá đông các cha coi sóc, gồm có cha Trực, cha Ân, cha Lý, cha Gia, cha Báu, cha Quảng, cha Huỳnh, cha Tuấn, cha Trác, cha Húng, cha Tưởng, cha Khanh, cha Phủ, cha Lương, cha Thành, cha Thiệp, cha Luật, cha Khuôn, cha Tú, cha Giang Bautista Trần Du Đồng, cha Giang Bautista Trần Trọng Uyên, cha Giuse Nguyễn Quang Phục, Đức ông Thomas Aquino Trần Trung Hà, cha Giuse Nguyễn Thành Hiến, cha Geronimo Nguyễn Văn Đạo và hiện nay là Đức ông Hieronimo Nguyễn Phúc Hạnh, từ tháng 9 năm 2014. Tổ chức và hoạt động, với lòng nhiệt thành sống đạo, trải qua biết bao khó khăn, giáo dân nơi đây vẫn vươn mình đứng lên sánh vai cùng với các xứ trong giáo phận. Giáo xứ đã tận tụy đóng góp sức người sức của để vun đắp cho vườn thiên giáo hội 4 mùa hoa trái sum suê. Các đoàn hội của giáo xứ như Hội Đền Tạ Thánh Tâm, Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh, Hội Hiền Mẫu, Hội Thánh Du Xe, Hội Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Hội Kèn, Giáo Lý Viên, tất cả cùng hăng say cộng tác với cha xứ trong mọi hoạt động, tích cực thực thi sứ mạng tông đồ làm rạng danh Thiên Chúa và giáo hội. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.